Chào bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đến dòng máy phát hiện khí đa năng cầm tay của hãng IMR, model EX660. Máy được đặt trong một cái vali bằng kim loại rất là chắc chắn. Bên trong cái vali này sẽ gồm có là sách hướng dẫn sử dụng, hai là giấy tờ hiệu chuẩn của hãng, ba là phụ kiện kèm theo gồm có cái đầu hút, đĩa phần mềm của IMR, không thể thiếu được cái bộ sạc này. Hai cái chìa khóa cho cái vali và cuối cùng là thân máy. Máy được thiết kế rất là chắc chắn, cầm rất là chắc tay. Đấy, các bạn thấy đấy. Mặt lưng sẽ gồm có logo của IMR, ngày sản xuất, loại pin của máy, khả năng phát hiện của máy các lòng dòng khí nào. Ở đây là sẽ có dòng khí phát hiện được như CH4, Oxy, CO, HAS và C38. Máy này có thể phát hiện được lên tới 6 loại khí, tương ứng với 6 ô cảm biến ở đây. Để khởi động máy thì cũng rất đơn giản thôi, bạn chỉ cần ấn và giữ cái phím nguồn này 3 giây là máy sẽ bắt đầu khởi động. Khi động thể hiện logo của IMR và phiên bản phần mềm. Đó, thì bíp nhẹ. Khởi động cũng bao gồm kiểm tra các tính năng luôn về đèn, về cảm biến, về độ rung. Đó, bạn sẽ thấy cái đèn hoặc độ rung sẽ đi kèm khi mà cầm máy trên tay, cụ bạn thấy rõ hơn. Quá trình động thì khoảng làm nóng máy khoảng 30 giây, hoặc có thể lâu hơn một chút phụ thuộc vào cái điều kiện làm việc, môi trường làm việc mà bạn vừa cho máy trải qua, sẽ cần thêm thời gian để hồi phục. Đó. Khi mà khởi động xong thì máy sẽ có tiếng bíp nhẹ và bạn sẽ thấy trên các cái 6 cái ô này là tương với là khả năng tối đa máy là 6 cái loại khí mà phát hiện được. Ở đây thì mình chọn cái model phát hiện được được 5 dòng khí là Z4, HSCO và Oxy C38. Đó. Còn một ô trống nữa có biểu tượng khóa là bạn thể cập nhật thêm cho máy. Để tắt máy thì bạn cũng cần ấn và giữ phím nguồn này khoảng 3 giây. Đó. Máy tắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.